Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe đã từng được khách hàng của Mercedes-Benz săn đón và cực kỳ yêu thích. Và đặc biệt cái dòng xe này được sản xuất với số lượng cực kỳ ít và cũng đã ngưng sản xuất một thời gian. Và bây giờ dòng xe đó đã được chính thức trở lại cái thị trường Việt Nam. Thì đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG 2019. Thì với cái phiên bản E300 AMG 2019 này, có thể nói đây là cái phiên bản hoàn chỉnh nhất của những cái dòng xe E300 mà từng được Mercedes-Benz Việt Nam công bố trước đây. Thì với cái phiên bản hoàn toàn mới như thế này thì chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG 2019 này sẽ có những cái điểm gì vượt trội hơn so với những cái phiên bản trước đây? Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy để xem chiếc xe này nha. Và đây là chủ nhân của chúng ta ngày hôm nay, chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG 2019. Khi mà chúng ta nhìn tổng thể của chiếc xe thì chiếc xe E300 AMG 2019 này cũng sẽ không khác gì so với những cái phiên bản E300 mà Mercedes-Benz Việt Nam công bố năm 2018 vừa qua. Thì nó chỉ khác một điểm nhỏ thôi các bạn, đó là những cái chi tiết nẹp mà chrome thì bây giờ nó sẽ được thay thế bằng chi tiết là sơn màu đen. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, ở đây bây giờ sẽ được sơn màu đen, hay trước đây là sơn màu bạc các bạn nha. Cái phần lưới tản nhiệt nè, thì và tiếp theo nữa là cái phần cái này cản dưới các bạn. Cản dưới thì cái phiên bản E300 AMG nhập khẩu cũng như là phiên bản E300 AMG 2018 thì chỗ này là chi tiết mạ chrome màu sáng bóng. Thì với cái xe E300 AMG 2019 thì chỗ này được sơn màu đen rồi, bởi vì là chiếc xe E300 AMG 2019 này được trang bị cái gói là Night Package. Thì đối với cái Night Package này thì chúng ta sẽ thấy được trên những cái mẫu xe của AMG thôi. Thì chỉ một cái chi tiết nhỏ thôi các bạn, nhưng mà cũng thấy là chiếc xe E300 AMG 2019 này của chúng ta trông là cá tính và phong cách hơn rất là nhiều. Ở đây luôn các bạn, thì những cái chi tiết mạ chrome nẹp cửa cũng vậy, cũng được sơn màu đen luôn. Thì gần đây thì các bạn sẽ thấy cái chi tiết Night Package này ở trên cái chiếc xe C300 AMG 2019 hoặc là xe GLE 43 AMG. Thì với những cái chiếc xe AMG thì mới được trang bị cái gói Night Package này thôi các bạn. Thì còn về tổng thể của xe chúng ta sẽ không thấy khác biệt nhiều so với những cái phiên bản trước đây. Thì về phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy là chiếc xe E300 AMG của chúng ta cũng được giữ nguyên cái phần đèn pha. Đây là cái đèn pha multi-beam LED, đây là cái đèn pha mà tiên tiến và mới nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Thì bên trong của cái đèn pha này có tổng cộng là 84 bóng LED với 84 chip điều khiển khác nhau. Thì chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG 2019 này có rất là nhiều những cái tính năng của cái đèn các bạn. Chẳng hạn như khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc á, thì đèn cos của chúng ta sẽ tự động chuyển thành đèn pha. Khi chúng ta đi vào những cái đoạn cua thì đèn của chúng ta sẽ bo theo góc chiếu. Hoặc là khi mà chúng ta đi trên đường trời mưa thì đèn pha của chúng ta sẽ giảm độ sáng để chống chói cho chiếc xe đối diện cũng như là chống chói cho cái người lái. Thì ngoài ra thì cái xe E300 AMG này còn cũng rất là nhiều cái tính năng đèn nữa. Thì Duy sẽ để cái link của cái đèn pha multi-beam LED này ở cái phần mô tả. Thì các bạn nếu mà muốn tìm hiểu chi tiết thêm thì các bạn có thể là xem ở cái link này nha. Đó, thì do chiếc xe E300 AMG của chúng ta được trang bị cái body kit AMG cho nên là chúng ta nhìn ở phần đầu xe nè, thì chiếc xe sẽ thấy là rất là cá tính và rất là ngầu luôn. Do là Duy đang chọn chiếc xe E300 AMG màu đen nữa cho nên các bạn thấy là nguyên con đều đen hết luôn các bạn, quá đẹp.
Về mâm xe thì chiếc xe E300 AMG này vẫn cái giữ nguyên cái kiểu mâm này, không thay đổi. Đó là cái mâm 19 inch và 5 chấu kép. Đây, thì các bạn sẽ thấy là mặt ngoài là được phay giữ nguyên cái lớp nhôm, còn mặt trong thì được sơn màu đen. Thì đây là một cái điểm mà cũng là rất là ấn tượng cho những cái dòng xe Mercedes-Benz được thiết kế gần đây. Và đây là cái mâm của AMG các bạn nha. Thì những cái mâm của AMG thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái logo của AMG. Và cái mâm xe này á, thì nó sẽ đắt tiền hơn rất là nhiều so với những cái mâm xe tiêu chuẩn khác. Và đây là cái thông số của cái lớp nè các bạn. Bên trước là sử dụng là 245/40R19. Và cái lớp này là sử dụng cái lớp Pirelli, lớp Runlat các bạn nha. Tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz gần đây thì hầu như là Mercedes-Benz đều trang bị cho nó là cái bánh xe Runlat hết rồi. Khi mình nhìn bên hông của chiếc xe này các bạn, khi mình nhìn bên hông thì chúng ta sẽ thấy là chiếc xe E300 AMG này á, thì hầu như là tương tự so với những cái chiếc xe E300 AMG mà trước đây Mercedes-Benz đã công bố rồi, cũng không có gì khác biệt. Đó, khi mình nhìn bên hông thì chúng ta sẽ thấy là ở phần tay nắm cửa nó sẽ có cái chi tiết mạ chrome. Thì đây là cái tay nắm cửa trang bị cho cái tính năng là Keyless Go. Thì tính năng Keyless Go này á, là các bạn biết là khi mà chúng ta muốn lock cửa thì chúng ta chỉ việc chạm vào tay nắm cửa, và chúng ta khi mở cửa thì chúng ta sẽ chạm vào đây thì nó sẽ mở cửa thôi, đó là cảm ứng rồi. Thì tính năng Keyless Go này thì cũng có trên rất là nhiều những dòng xe của Mercedes-Benz. Và đây là cái phần đuôi xe nè các bạn. Đuôi xe thì cái đèn đuôi phía xe của chiếc xe E300 này thì nó cũng sẽ giống như là E200 hoặc là E200 Sport, không khác các bạn. Thì bên trong được thiết kế là những cái chi tiết bụi sao. Thì các bạn sẽ thấy ở bên trong có rất là nhiều những cái hạt mà bằng nhựa được khắc đa giác, cho nên là khi mà ánh sáng của chúng ta phản chiếu lên đó, thì nó tạo cái hiệu ứng rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không, tuyệt vời. E300 AMG thì ở phần đuôi xe bên trái thì có dán cái chữ E300 ở đây, và đuôi xe bên phải thì có dán cái chữ AMG. Đây là cái logo của AMG. Còn bô xe kép vẫn là được thiết kế trên cái dòng xe E300 này. Và hầu như những cái dòng xe của Mercedes-Benz gần đây thì hầu như đều được thiết kế với cái dạng bô kép. Thì bô kép thì khi mà chúng ta nhìn từ phía sau á, thì chiếc xe E300 này trở nên rất là cân xứng, rất là đẹp các bạn, nhìn rất là thể thao. Ở đây thì cái chi tiết phớt tán gió được sơn màu đen ở đây, đen bóng. Và bây giờ là Duy sẽ mở các bạn xem cái cốp xe bên trong nè. Thì cái cốp xe của chiếc E300 này rất là rộng các bạn nha, khá là rộng rãi luôn. Và cũng được trang bị là cái lẫy để chúng ta gập cái hàng ghế phía sau lại. Ở đây cũng vậy. Thì cái chi tiết này thì Di cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều trên những cái dòng xe khác rồi. Thì ở phần cốp sau thì chúng ta sẽ được có những cái quà tặng theo xe. Chẳng hạn như là đây là cái thảm. Thì cái thảm của xe E300 AMG này nó cũng sẽ khác với những cái loại thảm mà của những cái dòng xe Mercedes-Benz thông thường các bạn nha. Thì cái thảm này á, được thiết kế là thứ nhất là cái chất liệu nó nhìn sẽ khác hơn, và ở đây nó có chữ AMG. AMG được thêu luôn các bạn nha. Đây là cái chữ thêu chứ không phải là sơn màu gì hết. Rất là đẹp luôn, rất là tỉ mỉ. Thì cái thảm của AMG thì các bạn biết là giá trị nó cũng sẽ mắc hơn so với những cái thảm thông thường rồi. Và đây là những cái sách hướng dẫn sử dụng theo xe. Còn đây là cái phần quà tặng của chiếc xe Mercedes-Benz E300 này. Thì cái quà tặng của chiếc xe E300 này thì cũng sẽ giống như những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz thôi. Thì những cái clip trước thì Duy cũng đã cho các bạn xem cái này rất là rõ rồi. Đây là cái túi y tế các bạn nha. Mercedes-Benz thì trang bị cái túi y tế lúc nào cũng có trên xe hết. Và đây là cái lưới khăn đồ các bạn. Nếu mà chúng ta để đồ lung tung như thế này nè, khi mà chúng ta chạy trên một quãng đường á, thì đồ chúng ta sẽ nảy lên, tạo cảm giác rất là khó chịu cho người ngồi bên trong. Thì đây là cái chi tiết mà để cho chúng ta khăn lại, cái đồ chúng ta sẽ không bật lên để tạo tiếng ồn. Thì Mercedes-Benz cũng trang bị rất là cẩn thận cái này.
Đặc biệt nữa là phía sau á, chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này được trang bị cái tính năng là Keyless Go, cho nên là trên cái cốp xe của chúng ta sẽ trang bị là hai cái nút bấm. Một là cái nút bấm là khi mà chúng ta bấm thì cái cốp xe của chúng ta nó sẽ đi xuống, và cái nút kế bên á, là khi mà chúng ta đây, cái nút này có cái chìa khóa này các bạn. Khi mà chúng ta bấm cái nút này thì chiếc xe của chúng ta vừa, cái cốp xe chúng ta vừa đi xuống và vừa khóa cửa luôn. Thì những cái chiếc xe mà có trang bị cái tính năng mà Keyless Go á, thì các bạn sẽ thấy có hai cái nút bấm ở trên cái cốp xe như thế này. Biển cảnh báo tam giác là một chi tiết không thể thiếu cho chiếc xe. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG 2019 này nha. Thì khi mà chúng ta mở cái cửa của cái khoang nội thất của chiếc xe này thì chúng ta sẽ thấy là một cái điều cực kỳ ấn tượng đầu tiên, đó chính là cái khoang táp lô các bạn nha. Đó, cái táp lô của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này được trang bị hai màn hình rất là to, kích thước là 12.3 inch. Thì đây là một cái màn hình LED thế hệ mới của Mercedes-Benz, cũng như là nó rất là chi tiết và sắc nét luôn các bạn. Và vô lăng của chiếc xe E300 AMG này không thể thiếu, đó chính là cái vô lăng AMG với cái đáy bằng. Thì những dòng xe của AMG mới được trang bị cái vô lăng như thế này các bạn nha. Đó, cái vô lăng đáy bằng thì các bạn biết là khi mà chúng ta lái thì cái cảm giác của chúng ta lái sẽ thích thú và phấn khích hơn rất là nhiều so với những cái vô lăng thông thường. Và đây cũng là một cái vô lăng thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Những cái chi tiết mà nhôm ở đây, cũng như là những cái nút bấm cảm ứng ở bên trái cũng như là bên phải. Thì với chiếc xe E300 AMG 2019 này, thì khi chúng ta lái xe, chúng ta có thể điều khiển mọi cái vấn đề trên táp lô thông qua hai cái nút cảm ứng ở trên xe. Đó. Và đây nữa là các bạn, thì E300 AMG thì không thể thiếu cái tính năng là chỉnh ghế và ba cái vị trí nhớ ghế rồi. Ở đây, Bumaster loa được trang bị cho cái xe E300 AMG này với 13 loa, công suất là 590W, thì sẽ đáp ứng được rất là nhiều cái đôi tai khó tính của những khách hàng của Mercedes-Benz. Chi tiết mà tạo nên một cái sự ấn tượng của chiếc xe nữa, đó chính là cái đèn viền nội thất. Với chiếc xe E300 AMG 2019 này thì có tổng cộng 64 màu đèn viền nội thất các bạn nha. Thì với cái đèn viền nội thất này, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều trên những cái mẫu xe của Mercedes-Benz, chẳng hạn như là xe S, xe S Maybach, cũng như là những cái dòng xe mới nhất của Mercedes-Benz gần đây. Các bạn thấy không? Đây là cái ghế của chiếc xe nè. Cái ghế của chiếc xe E300 AMG này được trang bị cái ghế thể thao rất là đẹp nè các bạn. Khi mà chúng ta ngồi vào thì chúng ta sẽ cảm giác là cái ghế nó sẽ ôm vào lưng của chúng ta rất là ok. Ok, bây giờ Duy sẽ vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe. Đây là cái đồng hồ táp lô nè các bạn. Thì cái đồng hồ táp lô của chiếc xe E300 này thì chúng ta có thể là thay đổi được những cái giao diện mà để mà cho chiếc xe của chúng ta nó trông cá tính và phù hợp với lại cái sở thích của cái chủ nhân. Thì đây là cái đồng hồ dạng thể thao, cho nên các bạn sẽ thấy là đồng hồ số kim và có màu vàng, nhìn rất là thể thao và cá tính nè. Đó, nếu mà chúng ta ấy thì chúng ta có thể đổi theo những dạng cái đồng hồ khác nhau ở trên đây. Đó, chúng ta sẽ thấy nè, các bạn thấy không? Kiểu nè. Kiểu, chúng ta sẽ bóp vào chữ kiểu thì chúng ta sẽ thấy là có là thể thao, truyền thống và cấp tiến nè. Chiếc E300 AMG này thì được trang bị ngôn ngữ là tiếng Việt, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thì rất là thân thiện và rất là dễ. Đó, ví dụ như Di đã thích chế độ cấp tiến á, thì Di sẽ chọn vào ở đây. Đó, các bạn thấy không? Nhìn đồng hồ chúng ta rất là tương lai, rất là đẹp luôn. Nhưng mà hơi khó nhìn đúng không các bạn? Nó khó nhìn. Nếu mà chúng ta thích mà cái đồng hồ chúng ta dễ nhìn theo cái kiểu từ trước tới giờ, thì chúng ta có thể chọn về chế độ truyền thống. Truyền thống thì nó sẽ dễ hơn. Truyền thống là chọn ở đây. Đó, như đây thế này thì nó sẽ dễ hơn. Bên đây là đồng hồ tốc độ, bên đây là đồng hồ tua máy. Ok. Thì với cái bây giờ gì để nổ máy lên các bạn. Tiếp theo nữa là các bạn thấy là ở trên vô lăng của chúng ta có rất là nhiều cái nút bấm. Đây, Di sẽ zoom lại cho các bạn xem.
À, thì đối với cái khu vực bên đây á các bạn, thì chúng ta sẽ chỉnh cho những cái tính năng lái của xe, về đồng hồ táp lô, về chế độ lái ga tự động hoặc là giới hạn tốc độ ở đây hết. Đó, các bạn thấy nè, có chữ lim nè, giới hạn tốc độ nè các bạn, rồi tính năng ở đây. Chúng ta nếu mà chúng ta gạt xuống á, chữ lim á thì sẽ là giới hạn tốc độ, và chúng ta sẽ cài đặt cái chế độ mà tốc độ mà chúng ta mong muốn, chẳng hạn như là ở những cái đoạn đường mà cao tốc đi, Duy có thể giới hạn ở tốc độ khoảng là 120 cây số. Thì các bạn sẽ thấy nè, đó, chúng ta sẽ bấm cái nút set nè, cộng trừ ở đây nè, đó, và trên màn hình nó sẽ thể hiện ở đây. Đó, các bạn thấy không, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. Đó, nếu mà chúng ta muốn giới hạn chiếc xe của chúng ta tại ở tốc độ 100 cây số trên giờ thôi, thì chúng ta sẽ để ở vị trí như thế này. Đó, và chúng ta chạy, thì chúng ta có đạp ga hơn nữa thì chiếc xe của chúng ta chỉ chạy được tốc độ 100 cây số trên giờ thôi, không có vượt được hơn tới tốc độ mà mình đã giới hạn. Còn nếu mà chúng ta bỏ tính năng này thì chúng ta sẽ được bấm vào chữ cancel ở đây. Đó, chúng ta bấm cancel thôi thì sẽ hủy cái tính năng đó, rất là đơn giản. Và những cái tính năng mà cài đặt trên đồng hồ táp lô thì chúng ta sẽ cài đặt ở thông qua cái nút home này nè các bạn. Đó, rất là dễ thôi. Đó, còn nếu mà chúng ta cài đặt cho cái đồng hồ màn hình táp lô bên giải trí á, thì chúng ta sẽ cài đặt ở đây. Đó, khu vực này chỉnh cho bên đây, rất đơn giản. Chẳng hạn như khi mà chúng ta có điện thoại gọi tới thì chúng ta chỉ việc là bấm ở đây là nhắc máy, các bạn bấm xuống là tắt máy thôi. Volume lớn nhỏ của chiếc xe ở đây. Đó, rồi đây là cái nút mà chúng ta có thể điều khiển cái màn hình bên đây nè. Đó, các bạn thấy không, rất là đơn giản. Home, nút home thì chúng ta có thể là cài đặt chiếc xe đó qua đây, hoặc là chúng ta có thể là muốn nghe radio hoặc là nghe điện thoại hoặc là nghe nhạc, thì chúng ta có thể điều chỉnh trên đây khi mà chúng ta đang lái xe hết, rất là tiện dụng. Đó, còn cái khu vực này là cái khu vực mà chúng ta điều khiển máy lạnh nè. Tất cả những cái hệ thống mà chúng ta điều khiển máy lạnh thì chúng ta điều khiển ở trên đây hết rồi. Nó cũng sẽ giống như những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz, như là dòng xe E-Class hoặc là dòng xe S-Class. Đó, thì những cái nút bấm này được thiết kế trên cái ngôn ngữ giống như những cái phím đàn piano các bạn. Bấm lên bấm xuống nè, chúng ta sẽ rất là dễ sử dụng, rất là nhanh luôn á. Khi mà chúng ta đang lái xe thì chúng ta sử dụng cái này rất là nhanh và rất là an toàn khi mà chúng ta lái xe. Còn ở đây thì được trang bị một cái đồng hồ kỹ thuật số. Đó, các bạn thấy không? Một đồng hồ kỹ thuật số của Mercedes-Benz nè, rất là đẹp. Đó, thì chỉ một cái chi tiết đồng hồ nhỏ như thế này thôi mà chúng ta đã thấy cái nội thất của chúng ta trở nên là sang trọng và cá tính hơn rất là nhiều. Navigation của chiếc xe được trang bị nè. Đó, các bạn thấy không? Navigation nè. Thì chiếc xe E300 này thì được trang bị cái bản đồ mặc định trong xe luôn. Nó sẽ không cần phải lắp đặt thêm bất kỳ những cái gì nữa hết. Radio nè, media là giải trí nè. Cài đặt xe thì nằm ở đây các bạn. Đây là cái nút mà ưu tiên. Ưu tiên khi mà gặp sự cố thì cái xe chúng ta bấm ở đây. Còn vẫn như là những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz thì đây là cái khu vực mà điều khiển trung tâm nè, Dynamic nè. Dynamic là thay đổi chế độ lái của chiếc xe. Chiếc xe E300 AMG này có tổng cộng là 5 cái chế độ lái khác nhau. Khi mà chúng ta muốn lái theo những cái chế độ theo cái nhu cầu của chúng ta thì chúng ta có thể là chỉnh là chế độ Dynamic nè. Thì bình thường chiếc xe E300 này được lái theo cái chế độ là Comfort các bạn. Comfort là các bạn thấy nè, trên màn hình nó có chữ C ở đây. Đó. Đó, khi mà chúng ta chạy trên những cái đoạn đường khác nhau, chẳng hạn như trên đường cao tốc mà chúng ta muốn chiếc xe của chúng ta bốc hơn, mạnh mẽ hơn, thì chúng ta có thể chuyển qua chế độ Sport. Lúc mà khi chúng ta chuyển qua chế độ Sport thì ngoài trên cái màn hình táp lô thì trên cái màn hình giải trí nó cũng sẽ thể hiện cho chúng ta thấy luôn. Và nếu mà cảm giác mà lái chúng ta chưa thấy đủ thích nữa thì chúng ta có thể chọn qua chế độ lái là Sport cộng. À, ở chế độ lái Sport cộng này thì giống như chế độ lái của những cái chiếc xe thể thao chuyên nghiệp luôn. Đó, rất là ok, rất là sướng. Đó, còn một chế độ lái cuối cùng đó chính là chế độ lái individual, là lái theo cái sở thích cá nhân. Thì với cái nhu cầu lái theo sở thích cá nhân này thì chúng ta có thể là chỉnh ở cái khu vực này, khu vực cái màn hình giải trí nè các bạn. Bây giờ Di sẽ chỉnh cho các bạn xem nè, chúng ta sẽ thấy nè, chọn thích ứng các bạn nha. Đó, khi mà chúng ta sẽ chọn thích ứng rồi á, thì chúng ta sẽ thấy là ở trên màn hình của chúng ta là nó sẽ có phần dẫn động nè, hệ thống lái và ESP. Đó, bây giờ chúng ta thử chọn vào chế hệ thống dẫn động nha.
Đó, hệ thống dẫn động thì chúng ta có thể là chọn ở chế độ lái Eco Comfort Sport Sport cộng hoặc là chế độ lái bằng tay luôn. Thì đối với chế độ lái bằng tay này thì chúng ta vào số, các bạn, chúng ta sẽ tự vào số, chiếc xe nó sẽ không vào số cho chúng ta nữa mà chúng ta sẽ tự vào số bằng hai cái lẫy số ở phía sau vô lăng. Thì giống như những cái dòng xe thể thao hoặc là những dòng xe đua F1 đó các bạn. Đây là dấu cộng là các bạn thấy không? Đây là tăng số, còn bên đây là dấu trừ là giảm số. Đó, thì đối với những cái người mà yêu thích lái thể thao mà phải lái chuyên nghiệp một chút xíu á, thì chúng ta sẽ lái bằng chế độ bằng tay này, chúng ta sẽ cảm giác rất là thích, rất là phấn khích luôn. Đó, ví dụ như là Di thích lái chế độ Sport thôi thì Di sẽ chọn vào chế độ lái Sport. Đó, rồi hệ thống lái, tiếp theo mình sẽ chọn hệ thống lái. Hệ thống lái ở đây chúng ta có thể là chọn hệ thống lái Comfort hoặc là chế độ lái Sport. Nếu mà lái Sport thì các bạn sẽ biết là cái vô lăng của chúng ta nó sẽ nặng hơn một chút xíu. Đồng thời nó khi mà chúng ta đánh lái nó sẽ ăn lái ở một cái độ rơ nó nhỏ hơn so với là chế độ lái Comfort. Comfort thì nó sẽ êm ái hơn, nhẹ nhàng hơn. Và hệ thống ESP. ESP chúng ta vẫn có thể chỉnh được luôn các bạn. Nếu mà chúng ta chọn chế độ Comfort thì ESP nó sẽ tự động làm việc theo cái kiểu tiêu chuẩn của chiếc xe. Nó sẽ hoạt động nhiều hơn, ESP nó phải hoạt động nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta chuyển qua chế độ Sport hoặc là Sport cộng thì chiếc xe của chúng ta cho phép trượt. Đó, tùy theo. Cho Sport thì chúng ta thấy là nó sẽ cũng cho trượt nhưng mà ít hơn. Chẳng hạn cho Sport cộng thì nó sẽ cho trượt nhiều hơn. Đó, các bạn sẽ thấy nè, ở đây có hình cái vệt bánh xe trượt này, các bạn thấy không? Thì đối với những cái người mà thích lái theo cái kiểu thể thao á, để cho chiếc xe nó trượt một cách không kiểm soát á, trên những cái đoạn đường đua để grip xe này nọ, thì chúng ta có thể chọn vào chế độ lái Sport cộng này. Đó, rất là tuyệt vời. Thì chiếc xe E300 AMG này khi mà chúng ta muốn mà êm ái nhẹ nhàng thì chúng ta chuyển qua chế độ lái Comfort thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn chiếc xe chúng ta hung tợn hơn, khó kiểm soát hơn thì chúng ta có thể chọn qua chế độ Sport cộng. Thì chiếc xe này bây giờ nó trở thành giống như là một chiếc xe đua thực thụ luôn, chứ không còn là một chiếc xe thể thao sang trọng mà để đi làm việc nữa các bạn. Quá ok. Đối với chiếc xe E300 này thì chúng ta mua một được hai luôn các bạn. Có nghĩa là chúng ta mua một chiếc xe sang trọng nhưng bên cạnh đó cũng là một chiếc xe thể thao thực thụ luôn. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Ở đây là cái nút bấm có chữ B. Các bạn thấy nó có chữ B. Ở đây. Ở đây có chữ B. Thì cái chữ B này là chế độ tắt chế độ cảm biến của xe các bạn. Khi mà chúng ta đậu xe chúng ta sẽ thấy là tít. Thì chúng ta phải tắt ở đây. Tại vì khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mà kẹt xe thì khi mà gần xe nhau nó sẽ kêu tít liên tục. Thì chúng ta cảm thấy khó chịu thì chúng ta sẽ bấm vào đây là tắt thôi. Bình thường thì chế độ chữ B này lúc nào nó cũng sẽ bật lên. Đó, tắt ở đây ha. Còn đây là chữ B nè. Chữ B mà có cái hình cái camera nè các bạn. Thì đây là cái tính năng đậu xe tự động của chiếc xe. Khi mà chúng ta muốn đậu xe tự động thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút này. Và lúc đó trên màn hình nó sẽ hiện lên như thế này để dò tìm cái chỗ đậu xe. Đó, thì khi mà chúng ta chạy lên thì những cái cảm biến xung quanh xe nó sẽ quét. Nó sẽ quét những cái khoảng cách để đậu xe. Đó, lúc đó nó sẽ báo lên là chúng ta làm thôi. Thì để biết thêm cái chi tiết về cái hệ thống đậu xe tự động này thì các bạn có thể là click vào cái link mà ở trên đây. Dì sẽ để cái link ở trên đây cho các bạn xem. Ok. Và đây là cái tính năng. Các bạn thấy là có nút chữ A có màu xanh nè các bạn. Sáng đèn màu xanh nè. Thì đây là cái hệ thống tự động tắt máy khi mà chúng ta dừng ở đèn đỏ. Đó, thì khi mà chúng ta không thích cái tính năng này thì chúng ta có thể bấm ở đây tắt thôi. Không có gì. Đây cũng là cái touchpad để chúng ta điều khiển cái màn hình này. Hoặc là chúng ta có thể điều khiển cái màn hình giải trí này qua cái con trỏ ở đây. Hoặc là ở trên tay lái cũng được. Rất là nhiều thứ. Volume lớn nhỏ của xe cũng được tích hợp ở đây hoặc ở kể cả trên vô lăng. Đây là nút tắt mở màn hình và đây là cái nút mà chỉnh cái rèm điện ở phía sau các bạn. Bấm lên bấm xuống á. Thì các bạn sẽ thấy nè, ở đằng sau có rèm điện nè. Đó. Chúng ta bấm thì rèm nó sẽ tự động lên thôi. E300 AMG này thì được trang bị là tổng cộng là 64 đèn viền nội thất. 64 màu đèn viền nội thất các bạn nha. Thì để chỉnh cái màu đèn viền nội thất này thì khách hàng cực kỳ thích luôn. Thì để chỉnh thì chúng ta sẽ chỉnh như thế nào? Bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào cái nút có hình cái chiếc xe ở đây nè các bạn. Bấm vào đây. Bấm cái nữa nha. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là trên màn hình nó sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ chọn vào cái phần cài đặt đèn của xe. Ok, sorry. Cài đặt đèn của xe đây, ở đây. Đó, khi chúng ta cài đặt đèn của xe này có rất là nhiều cái loại đèn là để chúng ta có thể là cài đặt, nào là đèn trang trí nội thất nè. Đó, đèn trang trí nội thất thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Và chúng ta sẽ chọn màu ở đây.
Đó, nhưng mà nếu chúng ta thích cái chiếc xe của chúng ta có thể đổi màu liên tục á, thì chúng ta sẽ thể chọn phần nhiều màu nè các bạn. Còn nếu mà chúng ta muốn là chiếc xe của chúng ta chỉ cố định một màu thôi thì chúng ta sẽ không click vào cái chữ nhiều màu này. Đó, ví dụ như Di thích chuyển nhiều màu liên tục đi thì Di sẽ bấm vào đây. Và lúc đó Di sẽ chọn cái nhóm màu ở đây. Đó, chẳng hạn Di thích cái nhóm màu Rest Moon này thì Di sẽ chọn ở đây. Thì lúc một xíu nữa thì các bạn sẽ thấy là tablo của chúng ta sẽ thay đổi màu liên tục so với những cái đèn ở đây. Khi mà chúng ta chọn vào cái phần Rest Moon này, chúng ta sẽ thấy là đèn xe sẽ thay đổi liên tục. Một lát sẽ thay đổi màu này, một lát sẽ thay đổi màu khác, rất là thích. Đó, còn ở đây là chúng ta sẽ chỉnh được cái độ sáng nè các bạn. Độ sáng của cái đèn viền nội thất này. Và chúng ta có thể chỉnh được cái vùng độ sáng luôn các bạn. Nếu mà chúng ta muốn là ở phía trước sáng hơn phía sau, hoặc là phía trước tối hơn phía sau, thì chúng ta có thể chỉnh được bằng cách là chúng ta chọn là cái vùng chỉnh độ sáng nè. Nếu mà chúng ta chọn về vùng chỉnh độ sáng thì các bạn sẽ thấy là phía trước phía sau được chỉnh riêng nhau hết nè. Nó sẽ không đi chung một lần giống như là trước đây cái hồi nãy Di đã chỉnh cho các bạn xem. Đó. Thì đèn nhiều màu nè. Đèn nhiều màu là hiệu ứng đèn nhiều màu là nó sẽ cũng sẽ đổi màu á các bạn. Đợi một xíu nó sẽ đổi màu, một xíu nó sẽ đổi màu. Đèn chào đón có nghĩa là khi chúng ta mở cửa ra thì những cái đèn nội thất chung quanh xe này nó sẽ sáng lên luôn. Đó, nó là đèn chào đón. Không khí, đèn không khí có nghĩa là khi mà chúng ta click vào chữ đèn không khí nè, chúng ta tăng nhiệt độ lên đi. Ví dụ như tăng nhiệt độ máy lạnh lên thì các bạn sẽ thấy là khu vực này nó sẽ sáng lên màu đỏ. Đó, các bạn thấy không? Sáng màu đỏ nè, như giảm nhiệt độ nó sẽ sáng màu xanh nè. Đó, đó là cái đèn không khí các bạn. Đó, những cái chi tiết nhỏ gì thầy thôi nhưng mà các bạn sẽ thấy nó rất là thích, khách hàng cực kỳ thích luôn. Và một cái điều đặc biệt nữa cho cái khoang nội thất này làm cho chiếc xe của chúng ta trở nên là cá tính và sang trọng hơn, đó chính là cái hệ thống âm thanh Vòm Boommaster 13 loa, công suất là 590W. Thì với cái hệ thống âm thanh này sẽ được trang bị trên dòng xe S-Class luôn các bạn. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà quan tâm đến cái mẫu xe E300 AMG này thì các bạn có thể là gọi ngay cho Di và Di sẽ cho các bạn xem cũng như là tư vấn cho các bạn về cái âm thanh này, cũng như là các bạn có thể là tận tai cảm nhận cái hệ thống âm thanh này nó sẽ như thế nào. Và đặc biệt cái hệ thống âm thanh Boommaster này á, thì nếu mà các bạn chép những cái loại file nhạc á, mà có chất lượng cao một chút xíu các bạn, chẳng hạn như những cái file nhạc lossless á, thì sẽ cho ra cái âm thanh cực kỳ khác biệt so với những cái file nhạc mà chúng ta chỉ việc download từ trên mạng xuống thông thường thôi. Đó, thì nếu mà các bạn mà là người đam mê cái âm nhạc, sở thích là âm nhạc, thích nghe nhạc á, thì Di nghĩ là các bạn nên download những cái file nhạc và chất lượng như thế đó thì nó mới xứng tầm với cái loa Boommaster này và nó mới cho ra được cái hiệu suất âm thanh tối đa nhất có thể. Đó, nhiều khách hàng nói là ủa sao mà anh chỉ nghe cái loa này nó cũng bình thường. Thực sự là do cái chất lượng file nhạc của mình đó các bạn, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng âm thanh nó phát ra từ cái loa này. Các bạn thấy ở đây nè, ở đây thì sẽ có một cái chỗ sạc điện thoại không dây. Ở đây thì giống như những cái dòng xe E300 trước đây, hoặc là xe C200, C200 S2C cũng như là C300 AMG, thì ở đây nó sẽ có cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại không dây. Và ở đây là chúng ta sẽ có một cái đốc sạc ở đây nữa các bạn, một cái sạc USB. Thì ở đây thì ngoài cái tính năng là sạc thì chúng ta có thể là kết nối được Apple CarPlay ở đây. Đó, thì trong tất cả ba cái dòng xe của dòng E thì chúng ta chỉ có là dòng E300 AMG này mới được trang bị cái tính năng là Apple CarPlay thôi. Để coi gì, coi bên trong này nó có cái gì nữa không. Cái E300 này thì vẫn không được trang bị cái xịt nước hoa thông minh các bạn nha. Thì chỉ có E200 Sport đó, thì mới có trang bị cái tính năng sạc nước hoa thông minh này, xịt nước hoa thông minh như thế này. Thì các bạn thấy cái ốp tablo của cái xe E300 này nó đẹp không? Đó, thì cái này là ốp kim loại các bạn nha, chứ không phải là ốp carbon. Có nhiều các bạn nhìn nó vào thì các bạn tưởng là ốp carbon, bởi vì nó rất là giống carbon nhưng mà nó không phải. Đây là ốp kim loại, ốp sợi kim loại các bạn. Còn ở bên trong đây, thì vẫn có hai cái USB để chúng ta có thể là nghe nhạc hoặc là sạc điện thoại, và một cái khe cắm thẻ nhớ SD ở đây. Thì đối với cái chiếc xe E300 AMG này thì được trang bị là cái ghế da màu nâu
các bạn thấy không, ghế da màu nâu rất là đẹp. Thì với cái CE300 này thì chúng ta sẽ được trang bị là hai cái màu nội thất thôi, đó là màu nâu và màu đen. E300 AMG thì được trang bị cửa sổ trời toàn phần. Đó các bạn thấy không, thì chúng ta có thể đóng mở cửa sổ trời ở đây. Thì cửa sổ trời toàn phần này thì nó cũng sẽ có trên chiếc E200 Sport. Đóng lại. Ok, bây giờ Di sẽ dắt các bạn ra các khoang sau của chiếc xe E300 AMG này nha. Do E300 AMG này là một cái dòng xe được thiết kế không chỉ cho người lái nữa các bạn, mà là cho cả người ngồi sau nữa. Cho nên là cái phần ghế sau của chiếc xe E300 AMG này thì các bạn ngồi cảm thấy nó rất là rộng rãi và thoải mái hơn rất là nhiều. Đó, và ngoài ra nữa là do đây là chiếc xe được trang bị cho người ngồi sau nhiều, cho nên là không thể thiếu cái phần máy lạnh ở phía sau. Các bạn có thể là điều chỉnh cái máy lạnh ở phía sau này. Ở đây thì E300 được trang bị cái hệ thống E300 được trang bị cái hệ thống máy lạnh là 3 vùng tự động các bạn nha. Thermotronic ở đây, đúng rồi, chỉnh ở đây, khe gió ở đây. Ngoài ra thì ở trên cái cột chữ B này chúng ta sẽ cũng thấy là ở đây có một cái khe gió nữa. Đó, cho nên là đối với những dòng xe dòng E, dòng S thì mới có cái khe gió trên cột chữ B này. Dòng C thì chúng ta sẽ không có ở đây. Đó. Vài ga thì khi mà chúng ta ngồi phía sau á, chúng ta sẽ thấy cái phần ghế trước này sẽ có một cái chỗ như thế này. Thì đây là cái chỗ mà chúng ta có thể là lắp thêm những cái option, chẳng hạn như là cái móc để chúng ta treo áo vest, hoặc là cái màn hình đó các bạn, màn hình giải trí á. Chúng ta có thể option thêm hai cái màn hình giải trí ở đây cho hai cái hàng ghế này. Đó, để giải trí ở phía sau. Nếu mà nhà chúng ta mà có mấy các bé mà thích mà xem trên giải trí á, trên xe á, thì các bạn có thể trang bị cho các bé ở đây. Thật ra thì ở đây thì nó cũng giống như những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz thôi. Ở đây là cái chỗ để tay các bạn. Thì trong hộc để tay chúng ta có thể để đồ, điện thoại hoặc là những cái vật nhỏ nhỏ ở đây. Ngoài ra ở đây thì chúng ta có thể là để được hai cái chai nước ở đây. Đó. Thì phần ghế sau của chiếc xe này cũng là đơn giản thôi các bạn, cũng không có gì phức tạp. Các bạn có nhiều các bạn thắc mắc là ở phía sau nó có cái chữ ISOFIX này là như thế nào các bạn. Thì ISOFIX là cái chỗ mà để chúng ta lắp cái nôi em bé. Những cái nôi em bé mà được trang bị cái tiêu chuẩn ISOFIX á, thì chúng ta có thể lắp được trên cái ghế này. Đó, thì những cái ghế mà cho trẻ em á, ISOFIX thì nó là tiêu chuẩn rất là cao, rất là an toàn cho các bé. Đó, nếu mà các bạn mà có bé nhỏ thì nên trang bị cái ghế theo đúng cái tiêu chuẩn ISOFIX thì sẽ lắp lên cái chiếc xe E300 này rất là ok luôn. Ok các bạn, và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này nha. Để gì tắt máy cho đỡ ồn. Và đây là cái khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG 2019. Thì với cái động cơ là 2.0 lít thôi các bạn, nhưng mà công suất bây giờ của chiếc xe lên đến là 258 mã lực. Có nghĩa là nó sẽ nhiều hơn 13 mã lực so với những cái phiên bản E300 nhập khẩu cũng như là E300 cái phiên bản 2018. Bởi vì sao? Bởi vì do là cái chiếc xe E300 AMG 2019 này được trang bị cái bộ phận tăng áp mà kép, gọi là Twin Turbo các bạn. Có nghĩa là bây giờ nó sẽ tăng lên là hai cái turbo luôn, cho nên là cái công suất của chúng ta đã tăng lên là 13 mã lực. Đó, và với cái khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h thì chỉ mất là 6,2 giây, thì các bạn sẽ thấy đây là một chiếc xe không những là một chiếc xe sang trọng nữa, mà nó là còn một chiếc xe thể thao chuyên nghiệp luôn. Quá tuyệt vời. Đó, chúng ta thấy nè, cái khoang động cơ của chiếc xe nè, hầu như là kính luôn á các bạn. Bịt kính luôn. Rất là đẹp. Quá tuyệt vời luôn á.
Đó, đây là cái phần tăng áp nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái phần tăng áp nè, tăng áp của cái xe nè. Đó, thì cái phần này nó rất là nóng, nhiệt độ ở khu vực này nó ra nó rất là nóng, nóng hơn rất là nhiều những so với bên đây. Bên đây thì sẽ nguội hơn, bởi vì ở đây được lắp cái hộp điều khiển của chiếc xe nè, ECU các bạn. Đây là cái hộp điều khiển mà của cái động cơ này, nó được lắp ở bên hông. Bây giờ thì động cơ đa phần nó sẽ được lắp bên, cái hộp điều khiển đa phần nó sẽ được lắp bên đây, bởi vì và lắp ở trên cao nữa, cho nên là khi mà chúng ta đi vào những cái khu vực ngập nước á, thì nó sẽ không có bị ướt cái hộp điều khiển này, nó sẽ an toàn hơn. Và đây là một cái điều cũng cần lưu ý cho tất cả những người sử dụng xe Mercedes cũng như là sử dụng xe ô tô nói chung. Đây là cái phần boe gió các bạn. Boe để hút gió, hút không khí vào trong đây để mà chiếc xe của chúng ta hòa trộn với xăng ở bên trong để mà đốt cháy á. Thì các bạn biết là khi mà chúng ta đi vào những khu vực ngập nước thì chúng ta nên chú ý, mặc dù là do cái chiếc xe của chúng ta cái boe nằm trên cao rồi, nhưng mà chúng ta có nên chú ý cái phần này, bởi vì khi mà nước nó vào trong cái khu vực này á, thì các bạn biết là cực kỳ nguy hiểm cho chiếc xe luôn. Và một cái điều nữa Di khuyến cáo các bạn là khi mà chúng ta đi vào những cái khu vực ngập nước á, thì nếu mà chúng ta chưa đi á, thì chúng ta có thể là dừng lại và chờ nước, hoặc là chúng ta đi vào những cái đường khác. Còn nếu mà chúng ta lỡ vào rồi mà xe của chúng ta bị tắt máy thì tuyệt đối các bạn là không nên đề máy, tại vì khi mà chúng ta đề máy như vậy thì nó có thể là hư nguyên cái động cơ luôn, và lúc đó là nếu mà xe của chúng ta có bảo hiểm thì bảo hiểm vẫn là từ chối chúng ta. Ok. Và bây giờ Di xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì liên quan đến những dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi cho mình qua số điện thoại là 0914653979, hoặc có thể là comment cho mình ở bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì các bạn bấm like và share giúp mình, và đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.